Mặc dù bị tuyên 3 năm tù nhưng bà Hằng quyết không kháng cáo. Trái ngược, 4 đồng phạm lại bất ngờ đưa ra quyết định khác. Với sự vắng mặt bí ẩn của những người liên quan chính, phiên tòa lại phải hoãn lại. Câu hỏi đặt ra đằng sau quyết định không kháng cáo của bà Hằng và sự kháng cáo bất ngờ từ đồng phạm là gì? Hãy theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào trong câu chuyện pháp đình này. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 4 bị cáo: Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học; Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; và Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam và hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã có đơn xin xét xử vắng mặt, bị cáo Đặng Anh Quân vắng mặt. Các bị cáo có kháng cáo là Nhi, Hà, Tân cũng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Luật sư Hồ Nguyên Lễ, người bào chữa cho ba bị cáo này, có đơn xin hoãn phiên tòa do trùng lịch công tác từ trước. Chỉ có một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đinh Thị Lan có mặt cùng hai luật sư. Bà Đinh Thị Lan bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác. Ông Huỳnh Uy Dũng, với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này, cũng vắng mặt tại tòa. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do tất cả các bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo đây lại là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại được ấn định vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4. Theo quy định pháp luật hiện hành, hoãn phiên tòa hình sự là việc chuyển thời điểm tiến hành phiên tòa hình sự đã định sang thời điểm khác muộn hơn. Việc hoãn phiên tòa chỉ được thực hiện khi có các căn cứ do pháp luật tố tụng hình sự quy định. Về thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 297 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015. Cụ thể, thời hạn hoãn phiên tòa không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Về nội dung, quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính: ngày, tháng, năm ra quyết định, tên tòa án và họ tên thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, họ tên kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại tòa, vụ án được đưa ra xét xử, lý do của việc hoãn phiên tòa, thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì chánh án tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa, gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định. Trước đó, dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng vẫn được triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã đi chấp hành bản án 3 năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Riêng bà Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, 4 bị can còn lại giúp giữ vai trò giúp sức. Dư luận đánh giá với những việc làm sai trái của mình, bà Phương Hằng có thể sẽ chịu thêm tình tiết tăng nặng. 4 đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm
Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Cả 5 bị can trong vụ án này đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt ở khoản này là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bị can Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream, phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội. Trong đó, bị can Hằng đã đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Hiển, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu và bà Trương Thị Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân nêu trên. Tuy nhiên, do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Khai tại cơ quan điều tra, về lý do mời Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết bà và Đặng Anh Quân đều là những người có kiến thức, là người hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng, cùng quan điểm nên không cần bàn bạc trước, vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Riêng các tài liệu mà Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý mà Quân đã chuẩn bị từ trước để đem ra phân tích cụ thể hơn khi livestream. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!